Alo, alo, một lần nữa xin thông báo quý bà con Phật tử đã cũng được gần đến giờ thầy đi khất thực ba bà con chúng ta. Người thầy đi trong gió mang theo niềm an lạc dân trào, người mang đến ánh sáng xua tan mọi khổ đau, lời kinh như suối mắt dẫn lối tâm hồn. Alo, một lần nữa chúng con xin thông báo với bà con Phật tử Sài Gòn cùng kính thầy bên điện đã về đến quê hương của thầy. Mong bà con chúng ta hỗ trợ thứ nhất cùng với bà con địa phương, thứ hai cùng với cơ quan chức năng và đặc biệt để đảm bảo cho thầy trên đường đi khắp thực. Mong bà con chúng ta hợp tác. Sư Minh Tuệ, người thầy vĩ đại, gieo mầm hạnh phúc trong chân ai. On a quiet village road, a noble figure trips. The master walks through the breeze, bringing his heart that spreads. Cũng là gần đến giờ, cũng mong bà con trước giờ đó là chúng ta nên giữ trật tự với nhau để đảm bảo trên đường cho thầy đi khất thực. Và đặc biệt xin nhắc với bà con á, chúng ta kính tiễn thầy, cung kính thầy, chúng ta đứng trang nghiêm đảnh lễ và không được dùng bất cứ vật phẩm vật thực nào để trang lắm sẽ đưa thầy đi khất thực bằng cúng dường bỏ vô lời tâm nguyện của thầy. Cho nên mong bà con chúng ta cùng phối hợp để mà được đảm bảo an toàn và điều tốt đẹp đối với chúng ta và đối với thầy cũng như bà con quê hương của thầy và địa phương. Cơ quan chức năng sở tại đã quy định mong bà con chúng ta cùng hỗ trợ và phối hợp để buổi đi khất thực của thầy được đạt được và điều tốt đẹp. Dạ. Hello, một lần nữa xin thông báo với bà con Phật tử đã cũng được gần đến giờ thầy đi khất thực, mong bà con chúng ta. Rồi. Alo, một lần nữa chúng con xin thông báo với bà con Phật tử Sài Gòn cùng kính thầy bên điện đã về đến quê hương của thầy. Mong bà con chúng ta hỗ trợ thứ nhất cùng với bà con địa phương, thứ hai cùng với cơ quan chức năng và đặc biệt để đảm bảo cho thầy trên đường đi khắp thực. Mong bà con chúng ta hợp tác. Trái tim từ bi gieo niềm vui khắp nơi. Cũng là gần đến giờ, cũng mong bà con trước giờ tốt là chúng ta nên giữ trật tự với nhau để đảm bảo trên đường cho thầy đi khất thực. Và đặc biệt xin nhắc với bà con á, chúng ta kính tiễn thầy, cung kính thầy, chúng ta đứng trang nghiêm đảnh lễ và không được dùng bất cứ vật phẩm vật thực nào để trang lắm cho đường thầy đi khất thực mà cúng dường bỏ vô lời tâm nguyện của thầy. Cho nên mong bà con chúng ta cùng phối hợp để mà được đảm bảo an toàn và điều tốt đẹp đến với chúng ta và đến với thầy cũng như bà con quê hương của thầy và địa phương. Cơ quan chức năng sở tại đã quy định mong bà con chúng ta cùng hỗ trợ và phối hợp để buổi đi khắp thực của thầy được tạm dạng và điều tốt đẹp. Planting seeds of happiness, far and wide.